Bí quyết thành công xin gửi lời chào tới tất cả mọi người. Các bạn thân mến, bạn có bao giờ tự hỏi mình đã làm lụng chăm chỉ nhiều năm mà mãi vẫn chưa giàu? Thu nhập của mình cũng ổn mà tiền thì cứ chạy đi mất. Kết quả là nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Để giàu có và thành công lớn, bạn cần phải đánh giá cẩn thận con người bạn, nhận ra những thói quen xấu và quan niệm không tốt có thể đang khiến bạn nghèo đi từng giây từng phút. Và tin tốt cho bạn là bạn sẽ có thể loại bỏ nó kể từ ngày hôm nay sau khi xem xong video này. Thế nhưng trong video này sẽ đụng đến cái tôi to đùng của các bạn, và các bạn sẽ tìm cách chống lại, chỉ trích hay là phản bác để bảo vệ những thói quen cố hữu của bản thân. Hoặc bạn đúng, hoặc bạn giàu. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và ghi chép cẩn thận trước khi xem hết video này nhé. Bí quyết thành công tin rằng sau khi loại bỏ được những thói quen xấu khiến bạn nghèo đi từng giây từng phút thì đích đến của sự thành công và giàu có của bạn sẽ rất gần. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé! Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Bí quyết thành công mới giới thiệu với các bạn Thomas Sikoli, một người đã dành 5 năm nghiên cứu cuộc sống của người giàu, thu nhập năm trên 160.000 đô và tài sản ròng trên 3,2 triệu đô, và người nghèo, thu nhập năm dưới 35.000 đô và tài sản ròng dưới 5.000 đô. Trong cuốn sách Thay đổi thói quen, đổi thay cuộc đời của mình, ông đã chỉ ra sự khác biệt giữa thói quen người giàu và thói quen người nghèo. Ông nói, tôi phát hiện ra rằng thói quen hàng ngày quyết định sự thành công trong cuộc sống. Không ai có thể nói trước tương lai, thế nhưng nếu bạn muốn thành công và giàu có thì hãy từ bỏ 11 thói quen sau đây. Cụ thể thì đó là những thói quen nào? Các cụ xưa vẫn thường có câu cửa miệng dạy dỗ con cái tránh xa cờ bạc. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, cha chân vào cùng. Dây và cờ bạc chỉ có tan cửa nát nhà, chứ không hề mang lại lợi ích gì cho chúng ta. Và với thói quen đầu tiên khiến cho bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh nghèo khổ, đó là cờ bạc. Không một thứ gì có thể mang lại sự giàu có một cách nhanh chóng. Thomas Sikoli nói rằng, làm giàu cần có thời gian, sáng kiến và đòi hỏi nỗ lực không ngừng. Những người mê cờ bạc thường tự huyễn hoặc bản thân về con đường tắt dẫn đến sự giàu sang. Theo nghiên cứu của Cotley, 52% người nghèo chơi cá cược thể thao ít nhất một lần một tuần và 77% chơi xổ số hàng tuần. Ngược lại thì 84% người giàu không chơi cá cược thể thao và 94% người chưa từng đánh xổ số. Các triệu phú tự thân không ham các cách làm giàu chóng vánh, thay vào đó mà là họ theo đuổi ước mơ và mục tiêu của bản thân. Nghiện cờ bạc khiến cho con người ta mê muội, mất hết ý chí, bỏ bê công việc, gia đình, thậm chí trở thành một con người khác hoàn toàn, tồi tệ và vô trách nhiệm với chính bản thân lẫn những người xung quanh mình. Ham mê cờ bạc cũng được coi là một loại bệnh, nhưng nó không giống như bệnh nghiện ma túy hay là nghiện rượu kia, bởi nó không có dấu hiệu rõ ràng, cũng không có biểu hiện nào để chúng ta nhận biết được. Từ bỏ đánh bạc không phải là quá khó khăn, tuy nhiên để duy trì việc này trong thời gian dài thì lại là một thách thức. Bạn có thể vượt qua các thách thức này nếu biết đặt mình trong mối quan hệ cũng như là trách nhiệm với những người xung quanh, tránh xa môi trường hấp dẫn khiến bạn đánh cờ bạc trở lại, không nên nắm giữ các nguồn tài chính ít nhất là trong một thời gian đầu và nên tìm đến những hoạt động bổ ích khác để thay thế cho việc tìm đến sới bạc. Đến với thói quen tai hại thứ hai, đó là ăn uống không lành mạnh. Theo nghiên cứu của Cotley, 97% người nghèo tiêu thụ hơn 300 calo ăn vặt mỗi ngày, 69% đồ ăn nhanh trên 3 tuần một lần, 69% ăn kẹo hơn 2 lần một tuần và có tới 66% bị thừa cân. Theo Cotley, người giàu thường đề cao tầm quan trọng của sức khỏe. Ngoài việc ăn uống lành mạnh, họ thường xuyên tập thể dục, ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm và dùng chỉ nha khoa hàng ngày. Tiếp theo, thói quen thứ ba đó là uống nhiều đồ uống có cồn. 54% người nghèo uống hơn 2 cốc bia, rượu hoặc đồ uống có cồn mỗi ngày. Cotley cho biết, trong khi đó thì 84% triệu phú tự thân tiêu thụ đồ uống có cồn ít hơn mức đó. Theo Cotley, uống nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng suy nghĩ mạch lạc của bạn. Ở đất nước Việt Nam này, vui cũng uống, buồn cũng uống, càng nghèo lại càng uống. Đó là thực trạng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Điều đó khiến chi tiêu trên đầu người cho giáo dục và y tế ở các hộ có sử dụng rượu bia chỉ bằng 48% và 60% so với hộ không có sử dụng rượu bia ở các nhóm nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Và vì thế mà danh sách những người chết trẻ vì những căn bệnh mãn tính, những đứa trẻ thất học cứ ngày càng một dài thêm.
Đến với thói quen tai hại thứ tư, đó là giao du với người xấu. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Những người bạn giao du có ảnh hưởng nhiều hơn bạn tưởng. Conley cho biết, theo nghiên cứu này thì 86% người giàu có thói quen kết giao với những người thành công. Họ cũng tạo ra được khoảng cách với những người xấu có suy nghĩ tiêu cực. Ngược lại, chỉ 4% người giàu kết giao với người thành công và 96% thường giao du với những người tiêu cực. Tốt nhất là hãy giao thiệp với những người giỏi hơn bạn. Hãy chọn ra những cộng sự có cách hành xử tốt hơn bạn và rồi bạn sẽ hành xử như họ. Nếu nhắc tới người bạn tài ba của mình, Bill Gates từng nhắc nhiều đến Mỹ Tư. Warren Buffett được mệnh danh là nhà thông thái vùng Omaha bởi những quyết định đầu tư sáng suốt của mình. Ông cũng xuất sắc không kém trong việc đầu tư vào con người. Ông luôn biết cách thu hút người khác và khiến họ cảm thấy thật thú vị khi được học hỏi từ ông. Du lịch làm việc tại đây, Warren vẫn dành đủ thời gian để nuôi dưỡng tình bạn. Ông thường xuyên gọi điện, hỏi thăm chúng tôi. Và thường gửi những bài báo mà ông nghĩ là Melinda hay là tôi sẽ thích. Tôi đã học ra được rất nhiều thứ từ Warren trong 25 năm qua. Những bài học quan trọng nhất đó là về tình bạn. Warren là một người bạn tốt bụng và chu đáo mà ai cũng muốn có. Ông ấy luôn sẵn sàng làm cho người khác cảm thấy thoải mái và chia sẻ niềm vui trong cuộc sống với những người xung quanh. Cho tới bây giờ, mỗi lần tôi tới Omaha, Warren vẫn lái xe tới tận sân bay để đón tôi. Hành động ấy tuy nhỏ, thế nhưng với tôi lại ý nghĩa vô cùng. Tôi luôn nóng lòng chờ máy bay ở cửa, bởi tôi biết rằng ngoài đó Warren đang đợi tôi với những câu chuyện hài hước và thú vị. Xem TV quá nhiều, thói quen tai hại số 5. 77% người nghèo xem TV, smartphone hơn 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Conley nói rằng, trong khi đó thì 76% triệu phú tự thân chỉ xem dưới 1 giờ mỗi ngày. Người giàu thường ưa thích các hoạt động mang tính giáo dục hơn là giải trí. Thay vì xem TV, họ dành thời gian để đọc sách, suy nghĩ, tập thể dục hoặc là tự học. Conley cho biết cách sử dụng thời gian hiệu quả là một tố chất quan trọng của người giàu, còn thói quen của người nghèo là lãng phí thời gian. Một lãng phí khác đó chính là Internet. 84% người giàu trong lĩnh vực của anh ta dành hơn 1 giờ đồng hồ mỗi ngày để lên mạng Internet. Nó bao gồm Facebook, Twitter, Instagram. Ngược lại, 63% người giàu lại dành chưa đầy 1 giờ mỗi ngày để vào việc đó. Họ dành nhiều thời gian hơn để đọc kiến thức cho mình. Khi các bạn lãng phí thời gian xem TV, lướt mạng xã hội hoặc là đọc các tin tức giải trí, bạn có ít thời gian hơn để làm ra những việc có ích như học hỏi, xây dựng các mối quan hệ với những người thành công hoặc nghề kinh doanh tay trái. Thời gian không phải là bất công, tất cả mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày. Người giàu chỉ đơn giản là chọn cách dùng thời gian khác đi, làm việc để ra tiền. Thời gian là tiền bạc, người giàu hiểu điều này. 65% người giàu tạo ra ít nhất 3 dòng thu nhập trong cuộc đời mình. Ngược lại, người nghèo tất cả đều phụ thuộc vào một luồng duy nhập thu nhất. Họ không đầu tư thời gian khôn ngoan trong việc xây dựng sự nghiệp hoặc là tạo lập một nghề tay trái. Giả sử trong bất cứ tình huống nào, tư tưởng mình không làm được đâu cũng xuất hiện trong đầu của bạn. Hay là trong công việc, khi tán tỉnh, theo đuổi bạn gái, đi gặp đối tác, thử sức một công việc mới, lúc nào suy nghĩ âu chi ấy cũng đeo bám bạn, khiến mọi hành động của bạn đều bị phụ thuộc vào lòng siêu nghĩ tiêu cực ấy. Và kết cục là bạn chẳng làm được gì nên hùn cả, vì bạn đã thất bại ngay từ trong suy nghĩ rồi. Nếu vậy, bạn đang bị rơi vào các suy nghĩ tiêu cực. Và đây chính là thói quen tai hại thứ 6, làm cho bạn nghèo đi từng giây, suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực không chỉ là vấn đề của một vài người hay là chỉ xuất hiện trong một số tình huống nhất định. Tất cả mọi người, lúc này hay là lúc khác, đều cảm thấy khó chịu với những suy nghĩ tiêu cực. Trên thực tế thì suy nghĩ tiêu cực là một hình tượng bình thường, khoảng 80% suy nghĩ của chúng ta thường xoay quanh chủ đề tiêu cực nào đó. Conley cũng đã chỉ rõ, bạn chỉ có thể thành công trong dài hạn nếu như có suy nghĩ tích cực. Đa số mọi người hoàn toàn không ý thức được suy nghĩ của họ là tiêu cực hay là tích cực. Conley đã giải thích, nếu bạn dừng lại và lắng nghe suy nghĩ của mình, ý thức nó, bạn sẽ thấy phần lớn chúng là tiêu cực. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ nhận ra mình đang có suy nghĩ tiêu cực khi buộc bản thân ý thức chúng. Sự ý thức là yếu tố quan trọng. Một người luôn tư duy tích cực sẽ thấy được mặt sáng của vấn đề. Ngay cả khi bạn làm công việc mình không yêu thích thì bạn vẫn được làm việc với những người đồng nghiệp tài năng, xếp giỏi, nhận mức lương cao trong một môi trường danh tiếng. Vậy thì tại sao lại chọn cách buồn phiền, ủ rũ, trong khi bạn hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày? Chính xác thì bạn đang làm gì khi có thời gian rảnh rỗi? Bạn lướt Facebook, chọn chọn new feed và tán gẫu với bạn bè để giết thời gian. Bạn có hay comment dạo hoặc là tham gia các cuộc tranh luận dường như chẳng bao giờ dứt. Các bạn ơi, nếu như mọi người có tuổi thọ cả đời là 72 tuổi,
thì thời gian ngủ đã là 20 năm, thời gian ăn uống là 6 năm, thời gian bị bệnh mất 2 năm, thời gian để học tập và hoạt động là 8 năm, thời gian làm việc hết 14 năm và thời gian rảnh rỗi còn lại là 22 năm. Vậy thì, thời gian rảnh của mỗi người quyết định mức độ thành công trong cuộc sống của họ. Bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian rảnh rồi? Vậy thì liệu thời gian rảnh còn lại cuộc đời bạn còn lại bao nhiêu năm? Đến với thói quen xấu thứ 7 khiến bạn nghèo đi từng giây từng phút, đó là sự trì hoãn. Trì hoãn là một căn bệnh trầm kha khiến bạn luôn luôn cảm thấy day dứt mỗi khi không hoàn thành việc gì đó. Bạn đã tự hỏi mình vì sao lại không giải quyết công việc một cách dứt điểm mà cứ phải trì hoãn hết lần này đến lần khác hay chưa? Conley cho biết, thói quen trì hoãn ngăn cản bước chân thành công dù đó là những người tài năng nhất. Dù bạn nhận ra hay không, thế nhưng trì hoãn, chần chừ là nguyên nhân chính khiến cho bạn phải vật lộn với các vấn đề về tài chính trong cuộc sống. Nó cũng ảnh hưởng tới chất lượng công việc và ảnh hưởng tới công ty của bạn và các mối quan hệ kinh doanh, Conley nhận định. Conley cho rằng, nỗi sợ bị phê bình là lý do khiến cho chúng ta không thích các ý kiến nhận xét hay là phản hồi từ người khác. Nhưng những nhận xét góp ý này lại giúp bạn biết được điều gì mình đã tốt, điều gì chưa. Chúng giúp bạn biết được liệu mình đã đi đúng hướng hay chưa. Phê bình, dù tốt hay xấu, đều là điều quan trọng cho bạn học hỏi và trưởng thành. Đến với thói quen thứ 8, đó là tránh lảng tránh phê bình của người khác. Các bạn hãy nhớ rằng, những lời phê bình hay chỉ trích là công cụ có tác dụng giúp bạn trưởng thành hơn. Nó không cần chỉ ra những điều bạn đã làm tốt. Theo một nghiên cứu năm 2018 của Rastatt, 69% những người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ cảm giác hài lòng hơn nếu nhà tuyển dụng sử dụng tốt các kỹ năng và khả năng của họ. Phê bình mang tính xây dựng là cách để trau dồi những kỹ năng khả năng đó. Một điều tra thăm dò về nghị quyết đầu năm của nhân loại cho thấy bớt tiêu tiền và tiết kiệm nhiều hơn chỉ đứng sau mỗi giảm cân và trên xa bỏ thuốc lá. Đáng tiếc là thống kê đó cũng cho thấy 80% số lời tự hứa với bản thân này sẽ không trở thành hiện thực. Và với thói quen, tiêu xài hoang phí này chính là thói quen tai hại thứ 9 khiến cho các bạn nghèo đi từng phút. Chi tiêu nhiều hơn cho thu nhập là con đường dẫn tới các rắc rối về tài chính. Họ luôn muốn chạy theo thị trường, thường xuyên thay đổi để sở hữu những sản phẩm mẫu mới nhất, thời thượng nhất. Họ cũng là kiểu người thích thể hiện sự sang chảnh cho mắt người khác. Có khi họ cũng chẳng thuộc loại khá giả, chỉ đơn giản là làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thậm chí là vay mượn để có thể có được món đồ mà mình muốn. Họ chẳng bao giờ tìm hiểu kỹ càng về món đồ mà mình mua để tìm được một mức giá rẻ hơn. Họ chỉ thích là vung tiền ngay lập tức. 95% người nghèo không có tiết kiệm và dùng tiền nợ chu cấp nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Conley cho biết, hậu quả là họ không có tiền tiết kiệm khi về hưu cho con cái học đại học hay là theo đuổi các cơ hội của bản thân. Hiện nay, để có được một công việc để làm, tất nhiên là không có gì khó. 1 mét vuông đất, 1000 việc làm. Thế nhưng điều quan trọng nhất ở thời điểm này đó là tìm được công việc mà mình mong muốn được làm nhất. Bởi có thì thích thì mới tận tâm với công việc, cơ hội thăng tiến mới dễ dàng hơn. Lúc ấy thì tiền bạc hay danh vọng cũng chẳng thể so sánh với việc. Mỗi sáng thức dậy, bạn chỉ muốn tức tốc đến nơi làm việc để giải quyết đúng lộn xộn sót lại vào ngày hôm qua. Thói quen tai hại sẽ khiến bạn nghèo đói trong tương lai, đó chính là làm công việc mà mình không thích. Mạnh dạn từ bỏ công việc mà mình không thích không chỉ giúp cho bạn loại bỏ stress mà còn có thể mang lại cơ hội làm giàu. Những người giàu và thành công thường theo đuổi đam mê của bản thân. Conley chia sẻ rằng, đam mê khiến cho công việc hàng ngày trở nên thú vị. Nó tiếp năng lượng, giúp bạn kiên trì và tập trung để vượt qua những thất bại và sai lầm. Kiếm ít tiền cũng được, thế nhưng hãy làm điều mà mình mong muốn và đừng ham muốn về việc cần mua một ngôi nhà to hơn, một chiếc xe hơi mới chỉ vì hàng xóm đã làm vậy. Đừng sợ người khác phán xét bởi bạn đã khác họ. Hãy là chính mình, hãy là những điều mà mình thích. Hầu hết mọi người đều muốn thành công, theo đuổi đam mê của mình. Sống một cuộc đời ngập tràn hạnh phúc và tình yêu thương. Thế nhưng sự thật là việc biến những ước mơ của bạn thành hiện thực đòi hỏi bạn phải rời khỏi môi trường dễ chịu của mình và thường xuyên thách thức bản thân. Tuy nhiên, rất ít người hiểu được tầm quan trọng của việc đón lấy những nỗi bất an đó, khó chịu để có thể có được một cuộc sống không hối tiếc và mãn nguyện. Nhiều người sợ phải đi vào những vấn đề chưa được biết đến và nghi hoặc khả năng của bản thân. Họ sợ sự thất bại, phản đối và nỗi bất an. Việc phải cảnh giác hàng nghìn những khó khăn tiềm tàng làm họ tê liệt. Tuy nhiên, một khi bạn đưa ra quyết định rời khỏi vùng an toàn của mình và cam kết rằng hoàn toàn bạn sẽ làm được điều này mỗi ngày, bạn sẽ trải nghiệm nhiều điều thú vị mà bạn có thể chưa bao giờ biết đến. Và thói quen cuối cùng đó là nằm yên trong vùng an toàn. Conley cho rằng, chúng ta luôn luôn mong muốn hòa nhập
thích nghi với xã hội, trở thành một phần của tập thể nào đó và làm mọi thứ để không bị đứng ngoài đám đông quen thuộc. Thế nhưng, nguyên nhân khiến đa số mọi người thất bại là họ không thể tách mình ra khỏi đám đông. Những người trung bình cảm thấy bình yên khi được sống trong những điều quen thuộc và không chịu rời bỏ vùng an toàn của mình. Trong khi đó, những người giàu lại không thoải mái trong vùng an toàn. Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, vốn dĩ đã quen thuộc với bản thân, thường sẽ không làm bạn thấy thoải mái từ ban đầu thực hiện. Nếu bạn cần tiếp cận với những điều mới, kết bạn với nhiều người hơn mình và thậm chí là làm những điều mình chưa từng làm thì sẽ vượt qua được giới hạn của bản thân. Khi ấy, có khi bạn lại nghĩ, biết nó thú vị như thế này thì mình đã thử sớm hơn. Tóm lại, với 11 thói quen xấu tai hại ở trên đã khiến cho hàng tỷ người trên trái đất này lâm vào tình trạng nghèo khó mà họ không hay biết. Thậm chí là biết, thế nhưng họ không dám từ bỏ những thói quen đó. Vậy thì còn bạn thì sao? Nếu bạn phát hiện mình đang vướng phải thói quen xấu nào trong video này, thì bí quyết thành công mong rằng các bạn sẽ loại bỏ nó càng sớm càng tốt để bạn có thể tự tin bước đi trên con đường chinh phục thành công và thịnh vượng.